Rớt thì đang nói đến cái đầu tiên là về cái bất thường về cái sinh lý học của thể trai thì nó sẽ gồm có 5 phần. Mình đi từ trước ra sau, nó sẽ gồm có mỏ, gối, cái thân thể trai nó sẽ chia ra cái thành phần trước, phần mỏ, phần giữa và phần sau, và một cái phần eo ở giữa để mà kết nối với cái phần lồi ở phía sau. Thì thực sự là các anh chị trên show âm thì các anh chị cũng chỉ thấy mỏ, gối, thân và cái lồi, còn cái eo này nhìn cũng rất khó ha. Thì các anh chị thấy là mỗi cái phần nó sẽ có những cái đảm nhiệm chức năng khác nhau, mỗi phần sẽ có những cái chức năng khác nhau. Thì như vậy định nghĩa cái bất thường của thể trai là gì? Có nghĩa là nó có thể bất sản hoàn toàn, bất sản một phần, hoặc là bất thường về kích thước hay hình dạng của cái thể trai. Thì cái tần suất anh chị thấy không có nhiều, trong một cái nhóm dân số chung á, thì khoảng 1,8, tức là chưa tới 2.000, chưa tới 2 người trong 100.000 dân số. Tuy nhiên ở cái nhóm mà nó có rối loạn sự phát triển hệ thần kinh á, thì cái tần suất nó cao hơn rất là nhiều. Thì mình định nghĩa như thế nào gọi là cái nhóm của cái bất thường thể trai mà Nguyên đề cập sau đây, thì nó sẽ gồm bốn cái phần, bốn cái loại, cái phổ bệnh lý của bốn cái. Thứ nhất là bất sản hoàn toàn, có nghĩa là vắng mặt hoàn toàn không có cái bó sợi trục thần kinh chính mà nó nối kết giữa hai cái bán cầu đại não. Cái thứ hai là bất sản một phần, có nghĩa là chỉ có một phần của thể trai thôi mà đa số là thường cái phần sau, tức là cái lồi của thể trai nó bị mất và các phần còn lại ở phía trước nó có thể bình thường hoặc nó có thể bất thường. Thiểu sản có nghĩa là nói về cái kích thước, có nghĩa là tất cả các phần của thể trai nó đều hiện diện, chứ không phải như bất sản là bất sản một phần phía sau. Còn thiểu sản thì tất cả các phần của thể trai đều hiện diện, nhưng mà ít nhất có một phần có cái chiều cao nó dưới cái bách phân thủy thứ năm theo cái bản quy ước. Và cuối cùng là loạn sản, có nghĩa là cái hình dạng thể trai nó biến dạng, nó bất thường mà nó không còn một cái hình ảnh bình thường, mình không có nhìn ra được những cái thành phần trong đó và nó có những cái dạng rất là bất thường. Vậy thì cái nguyên nhân gây ra cái bất thường của thể trai nó có thể là một cái bất thường đơn độc, có nghĩa nó không có liên quan gì hết, nó có thể được coi nó là một cái biến thể của bình thường, tiên lượng tốt. Tuy nhiên nó cũng có thể liên quan đến những cái bất thường của nhiễm sắc thể, những cái hội chứng, những cái bất thường đơn gen, và hiếm gặp hơn là thứ phát do nhiễm trùng, thiếu máu độc chất, có nghĩa là những cái phôi thai ban đầu và thể trai nó bình thường nhưng mà sau đó do những cái tác nhân môi trường, nhiễm trùng, những cái độc chất vân vân, nó sẽ làm cho cái tiểu thể trai nó bị thoái hủy đi. Vậy thì mình nhắc lại về cái nguồn gốc tạo phôi của cái thể trai như thế nào. Thì các anh chị biết rằng cái thể trai nó là một cái cấu trúc hệ thần kinh trung ương mà nó hình thành khá trễ, tức là ở tuần thứ 10, khi mà các anh chị thấy gần như xong cái giai đoạn phôi, có nghĩa là những cái cấu trúc khác ví dụ như là cái tim hay cái thận gần như nó đã hoàn chỉnh, thì cái thể trai nó bắt đầu hình thành, thì xuất hiện ở tuần thứ 10. Thì những cái sợi thần kinh đầu tiên nó đã xuất hiện ở cái vùng thần kinh trung ương. Thì sau đó khoảng tuần thứ 11, 12 thì những cái sợi thần kinh sơ khai ban đầu thì nó bắt đầu nó bắt chéo ngang qua cái đường giữa để nó kết nối hai bên. Thì tuần thứ 11, thứ 12 mới bắt đầu. Đến tuần thứ 20 thì trên siêu âm chúng ta có thể thấy gần như tất cả những cái cấu trúc, những cái phần của thể trai. Đối với em trai thì các anh chị được ghi nhận là có thể thấy thấy sớm hơn, tất nhiên là mình không có thấy trọn những cái hết cái thể trai 5 phần, mình có thể thấy cái phần đầu thôi. Thì em trai tuần thứ 17, 18, trong khoảng 17 tuần là trên em trai đã bắt đầu nhìn thấy những cái thể trai, hoặc là siêu âm cũng thấy một phần nếu chúng ta có những cái máy tốt và chúng ta tiếp cận ngay âm đạo. Tuy nhiên mà để thấy trọn 5 cái thành phần của cái thể trai thì phải đến 20 tuần. Và các anh chị thấy ở cái thời điểm 30 tuần thì cái thể trai nó sẽ là dài nhất, cái kích thước nó đạt dài nhất và sau đó nó sẽ giảm đi dần dần và nó sẽ giảm đi khoảng 1/5 kích thước. Và các anh chị thấy cái thể trai là một trong những gần như cái cấu trúc mà nó đến cái tuổi thứ 9, tức là sau sanh em bé 9, một cái đứa trẻ sau sanh 9 tuổi thì cái thể trai nó gần như nó mới hoàn thiện và nó có những cái hình ảnh miêlin hóa. Thì như vậy anh chị thấy là cái thể trai một cái cấu trúc mà nó phát triển tương đối muộn và nó gần như sau sanh đến 9-10 tuổi thì nó mới bắt đầu hoàn thiện cái thể trai. Vậy thì cái thể trai khi mình nói nhiều thể trai ấy, thì nó có liên quan tới cái hộp phát trong suốt, nó liên quan trong cái quá trình phát triển với nhau. Thì các anh chị thấy đây là cái mặt cắt dọc giữa qua đầu thể trai ở đây và dưới đây là cái hộp phát trong suốt. Thì khi mà bất sản thể trai thì chắc chắn nó sẽ bất sản hộp phát trong suốt. Tại vì hai cái cấu trúc này nó phát triển liên quan với nhau. Khi cái thể trai nó không hình thành thì nó không thể nào hình thành cái hộp phát trong suốt. Khi cái bất sản hộp phát trong suốt thì cái thể trai có thể bất sản.
nhưng cái thể chai vẫn có thể bình thường là vì cái cấu trúc của hộp phách trong suốt nó hình thành sau, cho nên trước đó có thể là cái thể chai nó đã hình thành rồi, và đến lúc cái thể chai bất cái thể hộp phách trong suốt nó bất sản thì cái thể chai nó đã hiện diện. Cho nên cái điều này đi xuôi thì bất sản thể chai thì chắc chắn bất sản phách trong suốt, nhưng mà cái hộp bất phản phách trong suốt thì cái thể chai nó vẫn có thể là bình thường. Vậy thì trên siêu âm á, trên siêu âm á, cũng giống như là các anh chị cắt cái mặt cắt khảo sát hệ thần kinh trung ương thì các anh chị sẽ thấy có những cái mặt cắt ASEAN ha, mặt cắt ngang, chúng ta khảo sát mặt cắt ASEAN, chúng ta làm mặt cắt vành đứng ngang để đánh giá thể chai, là vì nó là cái cấu trúc đường giữa kết nối hai bán cầu, cho nên các anh chị thấy những cái dấu hiệu trực tiếp thì thường chúng ta sẽ thấy trên mặt cắt dọc, tức là chúng ta nhìn thẳng trực diện xuống, hoặc chúng ta trên coronal, tức là chúng ta nhìn được cái vùng rãnh liên bán cầu, và trên ASEAN nó sẽ có những cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu gián tiếp. Vậy thì trên siêu âm các anh chị sẽ thấy cái hình ảnh thể chai bình thường, nó là một cái cấu trúc phản âm kém phát triển từ trước ra sau, có nghĩa nó hình thành ở những cái mỏ, cái gối, rồi đến cái thân, và cuối cùng là cái lồi, có nghĩa là nó đi từ trước ra sau. Và cái thể chai á, thường mình nhìn tại vì nó có những cái bất sản thể chai bán phần đó, như Nguyên nói là các anh chị nó sẽ mất cái thường nó mất cái phần cuối này, tức là cái phần lồi thể chai. Cho nên các anh chị ngoài cái việc đo đạc thì một cái mốc để các anh chị nhận diện được đây là một cái bất sản thể chai bán phần á, thì dựa trên cái điểm tận của cái lồi cái lồi thể chai này, thì cái lồi thể chai này các anh chị thấy đây là cái đồ thị và đây là cái tấm mái, thì thường cái lồi thể cái phần đuôi của thể chai ngay cái lồi này sẽ kết thúc, nó kết thúc ngay cái gần cái giữa tiếp giao giữa cái đồi thị và cái tấm mái. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái thể chai mà nó không kéo dài đến tận tấm mái thì chúng ta có thể nghi ngờ đây là một cái bất sản thể chai bán phần, chứ không nhất thiết chúng ta phải đo đạc. Thì trên siêu âm đánh giá thể chai, các anh chị rất quan trọng cái việc là các anh chị phải phổ Doppler màu lên. Tại vì có những cái mà khi mà thể chai hiện diện đầy đủ thì các anh chị nhìn 2D các anh chị cũng rất là rõ, nhưng mà những cái bất sản một phần khi mà nó có hiện diện một phần mà cái phần đuôi nhiều khi nó không rõ thì các anh chị không có, hoặc là những cái hình ảnh nó rất là tế nhị, các anh chị cắt không đúng mặt cắt vân vân, thì các anh chị nhiều khi các anh chị không biết được, các anh chị nghĩ nó là bất sản toàn phần, hoặc anh chị không nhận diện được trên 2D thì các anh chị phải phổ Doppler màu lên, và đặc biệt các anh chị dùng cái dòng vi mạch MV Flow á thì các anh chị sẽ thấy nó hiện diện rất rõ cái vòng động mạch xung quanh thể chai. Như vậy mình sẽ vô cái phần đầu tiên, đó là cái bất sản thể chai hoàn toàn, cái bất thường đầu tiên. Thì bất sản thể chai hoàn toàn các anh chị sẽ dựa trên những cái dấu trực tiếp thì các anh chị sẽ thực hiện trên mặt cắt dọc và mặt cắt coronal, nó sẽ có những cái dấu không có thể chai, hoặc là những cái dấu hiệu gián tiếp, có nghĩa là trên mặt cắt vạch ASEAN nó có, do cái bất sản của cái thể chai nó dẫn đến cái cấu trúc đường giữa nó phát hiện nó phát triển bị bất thường thì nó sẽ có những cái biểu hiện và các anh chị gọi là dấu hiệu gián tiếp. Nhưng mà mình sẽ đi theo cái hướng tiếp cận là theo từng mặt cắt ha. Thì đầu tiên là mặt cắt dọc, mình nhìn lại đây là một cái clip mặt cắt dọc qua đầu thai nhi, các anh chị thấy cái cấu trúc phản âm kém hình chữ C nằm ở giữa. Khi các anh chị thực hiện mặt cắt dọc giữa, các anh chị thấy đây là cái vùng xương mũi, thì các anh chị hơi dịch nhẹ đầu dò ra phía sau một chút xíu để mình thấy được toàn bộ cái thể chai, và nó tận cùng ở cái vùng đây, các anh chị thấy cái chỗ này là đồi thị và đây là tấm mái ha, thì nó sẽ nằm ở cái vùng ranh giới này bắt đầu của tấm mái. Và đây một cái hình 2D cũng mặt cắt dọc giữa, các anh chị thấy cái sau này thùy nhọn rất là đẹp, có nghĩa là chúng ta đã đi qua cái mặt cắt dọc giữa. Nhưng chị nhìn ở đây mình không thấy cái cấu trúc hình chữ C phản âm kém, các anh chị thấy cái vùng ở đây nó bị xáo trộn, nó bất thường, không còn thấy hình ảnh thể chai, thì đó là cái dấu hiệu trực tiếp trên 2D. Mình nhìn lại đây là một cái động mạch thể chai vòng quanh thể chai bình thường từ cái động mạch não trước đi lên, và nó có những cái phân nhánh và nó đi áp theo cái thể chai. Trong khi anh chị làm trên 2D thì cái Doppler màu thì anh chị thấy cái động mạch não trước nó đi lên đây và nó cắt cục cái sau này, nó đi cái nhánh nó đi lên trên cái vòm sọ hướng đi lên. Như vậy các anh chị thấy là nó đã bất sản hoàn toàn và nó đi có những cái nhánh đi bất thường như cái hình rễ quạt nang hoa. Đó, đây là hai cái hình ảnh Doppler màu của một cái bất sản thể chai hoàn toàn. Với các anh chị thấy cái đoạn phía sau này, cái Doppler phía sau, các anh chị không thấy cái bình thường của động mạch thể chai và những cái nhánh của động mạch não trước nó đi thẳng lên trên. Đó, hình dạng rất là bất thường, hình ảnh hình nang hoa. Trên mặt cắt dọc giữa, ngoài cái việc các anh chị nhìn coi mình không thấy cái thể chai ấy, thì khi mà cái thể chai nó không được hình thành á, thì các anh chị thấy theo giải phẫu học á, đây là cái thể chai thì phía trên này á, nó là cái vùng hồi cái rãnh của đai, cái hồi đai, thì
nó sẽ xáo trộn cái vùng cấu trúc này và các anh chị sẽ không thấy được cái hình ảnh cái hồi đai bình thường. Trên Doppler màu cũng vậy, mình sẽ không còn thấy cái hình ảnh cái hồi đai bình thường. Đó, thì như vậy cái hồi đai nó sẽ có cái hình ảnh gọi là cái hồi đai chỗ này nó không, nó biến mất, cho nên cái vùng của hồi đai á, nó sẽ có cái hình ảnh như gọi là cái hình ảnh phân bố như hình năng hoa, nên chị thấy đây là cái hình giải phẫu bình thường ha, đây là cái thể chai đúng không ạ, và trên này là cái hồi đai. Thì khi mà cái thể chai nó bất sản hoàn toàn thì cái vùng này nó sẽ bị xáo trộn, bị loạn xạ, cái vùng hồi đai mình không còn quan sát bình thường, mình sẽ thấy chỗ này nó có những cái hình ảnh như hình năng hoa, những cái loạn xạ ở vùng này. Bây giờ cái mặt cắt thứ hai đó là mặt cắt vành, tức nghĩa là cái mặt cắt đứng ngang. Thì trên mặt cắt đứng ngang này các anh chị cũng sẽ thấy hình ảnh như trong cái bài bác sĩ Vũ cũng đã nhắc đến các anh chị, đó là do cái sự không có cái sự hình thành những cái sợi trục ở cái giữa này ha, và nó bị biến mất đi, cho nên cái vùng này nó trống, cái rãnh liên bán cầu nó sẽ bị rộng ra. Trên mặt cắt này bình thường chúng ta thấy đây cái thể chai nối kết hai bán cầu mà, đây là cái vị trí giải phẫu bình thường của thể chai thì mình không có thấy nữa. À, thì như vậy trên corona này mình không thấy, và khi không có cấu trúc này thì mình sẽ thấy cái não thất ba ở đây nó bị đổi lên, nó bị đổi lên và chúng ta cũng không thấy cái hộp phát trong suốt. Vì như mình nói với các anh chị, bất sản thể chai thì gần như nó sẽ tiếp theo là cái bất sản hộp phát trong suốt. Thì mình nhìn lại đây là cái hình mặt cắt vành bình thường của cái mặt cắt corona. Anh chị thấy cái vùng phức hợp trước với cái rãnh liên bán cầu liềm não ha, các anh chị thấy hai cái sừng trán, các anh chị thấy đây là thể chai kết nối hai bên cái kém kém ha, và dưới đây là cái hộp phát trong suốt. Thì anh chị nhìn hình đây corona, các anh chị thấy hai cái sừng trán nó cũng bị đẩy ra xa cái vùng đây, các anh chị không thấy cái hình ảnh của thể chai và cái hộp phát trong suốt. Và người ta mô tả ở cái mặt cắt vành hai cái sừng trán nó bị dạt ra hai bên, cho nên nó có cái hình ảnh bất thường, nó gọi là cái hình con sừng nai ha, nó không còn cái hình ảnh bình thường, cho nên đánh giá phức hợp trước thì các anh chị phải nhìn hộp phát trong suốt, thể chai, rãnh liên bán cầu và hai cái sừng trán của não thất bên. Bây giờ đến tiếp cái dấu hiệu cắt ngang, trên mặt cắt ngang tức là những cái dấu hiệu gián tiếp do cái hậu quả của không có thể chai, không có hộp phát trong suốt, mình sẽ không thấy hộp phát trong suốt, và do những cái xáo trộn cấu trúc ở vùng đường giữa, cái não thất nó cũng bị ảnh hưởng, có hình ảnh giọt nước, rồi cái khoảng gian bán cầu tăng tăng trở não và nó có thể loạn xạ ở cái vùng giữa gây cái nang. Thì bây giờ mình nhìn lại đây là một cái hình mặt cắt ngang bình thường ASEAN trên não thai nhi, mình thấy đây là hộp phát trong suốt ha, đường giữa à, não thất bên. Thì các anh chị nhìn bên đây các anh chị thấy mình không còn thấy cái hộp phát trong suốt nữa, nó biến mất cái hộp phát trong suốt. Bên đây có hộp phát trong suốt, đây không có hộp phát trong suốt. Thì các anh chị lưu ý là cái siêu âm của mình đó là mình, một là mình bị bỏ sót, hai là mình dương giả, có nghĩa người ta bình thường nhưng do mình cắt không đúng mặt cắt cho nên mình nói người ta bất thường. Thì nhắc lại một lần nữa, đó là cái hộp phát trong suốt. Nếu các anh chị thấy đây là các anh chị cắt ngang của hộp phát trong suốt, cái đường nó nằm ở trên, thì các anh chị thấy đây là cái hộp phát trong suốt, nó gồm có cái gì, nó sẽ có hai đường song song, ở giữa nó gì, nó chứa cái khoang dịch não tủy, và hai bên này các anh chị thấy cái sừng trán. Còn khi các anh chị bị cắt xuống dưới, có nghĩa các anh chị cắt qua cái vòm não, cái phọt nít ở đây, thì như vậy các anh chị không còn thấy hai cái sừng trán não thất bên. Ví dụ anh chị so sánh hai này, các anh chị không còn thấy hai cái sừng trán, các anh chị thấy không có khoảng dịch của cái hộp phát trong suốt chứa dịch, và anh chị sẽ thấy có một cái đường giữa. Cho nên để phân biệt các anh chị, để anh chị biết rằng á, mình có bị cắt sai không, thì mình sẽ thấy mình tưởng đây là không có hộp phát trong suốt, nhưng mà thật sự mình nhìn lại đây mình thấy đây không phải là cái khoảng trống cái dịch, hai bên mình không thấy hai cái sừng trán của não thất bên, thì như vậy mình đã bị cắt thấp xuống, và mình đẩy nhẹ đầu dò lên thì mình sẽ thấy cái hình ảnh thiệt hộp phát trong suốt rất đẹp. Và tất nhiên khi mình không rõ thì các anh chị biết sao, mình phải làm thêm cái mặt khác corona, tại corona các anh chị đánh giá cái hộp phát trong suốt rất là đẹp, mình thấy hai cái trụ hộp phát trong suốt đi sát hai bên cái thành sừng trán não thất bên trên coronal rất là đẹp. Cho nên nguyên tắc là đối với hệ thần đặc biệt đối với hệ thần kinh trung ương, mà không chỉ hệ thần kinh trung ương, các anh chị luôn phải đi nhiều mặt cắt, mà đặc biệt đối với hệ thần kinh trung ương, bất kỳ một cái cấu trúc nào bất thường nghi ngờ, các anh chị phải luôn xoay đủ ba mặt cắt và phải thực hiện mặt cắt chuẩn. Nếu anh chị cắt không đúng mặt cắt chuẩn thì các anh chị sẽ dẫn đến chẩn đoán sai, không phát hiện, hoặc là người ta bình thường mà nói người ta sai. Một cái dấu hiệu nó rất đặc trưng trên cái mặt cắt ngang đó là cái dấu hiệu mà cái não thất bên nó hình dạng giọt nước, hay còn gọi là colpocephaly. Thì cái cơ chế đó là do nó giãn cái sừng trán của cái do cái sừng chẩm,
nó bị giãn. Đó là do giữa này nó không có cái hình thành sợi trục của cái thể chai, cho nên cái chỗ này nó lỏng lẻo và cái sừng trán, cái sừng chẩm nó có xu hướng gì, nó giãn rộng ra, vì cái chỗ này nó không có cái bó sợi trục thần kinh mà, cho nên là nó có bành ra, nó giãn ra, và tất nhiên nó giãn ra, và đồng thời cái sừng trán á, thì nó lại bị gọi là bị đè nén lại, nó do cái vùng nhân đuôi ở đây á, nó cố định và nó có cái bó sợi rốt cố định đè ép, cho nên cái dịch ở trong não thất nó chủ yếu nó tập trung về cái gì, về cái sừng này là sừng chẩm, chứ không phải, cho nên cái cơ chế của giãn não thất trong bất sản thể chai, não thất bên giãn, sừng chẩm giãn, đó là do cái tụ dịch não thất nó hướng về, nó tụ ngay cái vùng sừng chẩm, chứ không phải là do cơ chế tắc nghẽn, chứ không phải là do tắc nghẽn mà ứ nước trong não thất. Cho nên các anh chị nhìn cái hình giọt nước thì phải nghĩ đến có một cái bất sản thể chai, và trên giọt nước này các anh chị cũng thể thực hiện bằng cắt coronal, các anh chị thấy cái hình ảnh giọt nước nó rất là rõ hai bên ha, cái vùng ở giữa này các anh chị sẽ không thấy vùng hậu bách trong suốt thể chai, và hai bên hai cái hình giọt nước rất là đẹp mặt cắt coronal. Thì cái dấu hiệu tiro sai này các anh chị thấy đây là ba ca là khác nhau, cái ca này nó rất là rõ này, nhìn vô là anh chị không có sai, là vì cái não thất nó giãn ai cũng coi được cái này. Cái này thì mức độ giãn ít hơn. Còn anh chị nhìn hình cái ca đầu tiên thì các anh chị thấy cái sừng trán nó gần như trong giới hạn, cái xin lỗi, cái sừng chẩm nó gần như trong bình thường, cho nên các anh chị bỏ sót. Và nếu các anh chị không quan sát cái vùng phức hợp trước ha, anh chị không để ý đây là một cái dấu hiệu gì, hình giọt nước, các anh chị vẫn thấy cái sừng trán nó bị tách ra, nó đi xa ra. Đó, nó giống như hai cái ca này, có nghĩa là sừng trán nó bị tách ra, nhưng mà hai cái ca này các anh chị không sót là vì sao? Vì nó giãn lớn, nó giãn lớn, nó tụ dịch ở đây, còn ở trong đây thì nó gì, nó không tụ dịch, cho nên cái ca này các anh chị sẽ sót, dễ bỏ sót nếu các anh chị không có nhạy và anh chị không có nhiều kinh nghiệm. Thì anh chị thấy đây nó có thể mức độ giãn khác nhau, 13, 14, hoặc nhiều khi các anh chị thấy nó rất là lớn, gần tới 3 cm. Thì cái dấu hiệu mà cái não thất, cái sừng chẩm nó giãn á, thường là ở cái tuổi thai sớm dưới 24 tuần, hoặc là cái thời điểm 22 tuần, các anh chị cắt cái hình thái học có thể nó không xuất hiện. Và ở cái tuổi thai lớn sau thì nó sẽ giãn hơn. Ha. Và khi các anh chị thấy nó bị có một cái dấu hiệu nữa là cái thành não thất nó đi song song, thì anh chị thấy đây là đường giữa ha, đây là cái gì, cái não thất bên, cái sự thành này, thành trong này, thành ngoài, ba cái đường này nó đi song song với nhau, tại vì cho nên mình sẽ thấy cái ảnh trên đây đó, hình đường giữa đó, là do cái sừng trán bình thường á, các anh chị nhìn lại cái hình giải phẫu học thì cái não thất bên bình thường nó sẽ đi áp vô sát cái hộp vách trong suốt, ngay cái sừng trán nó đi sát vô cái thành của hộp vách trong suốt, và cái thành bên của não thất bên sừng trán nó đi chung nhau, cho nên cái não thất bên nó sẽ đi vô đây, nó không có cái hình song song. Còn bây giờ do nó tụ dịch về đây, cái sừng trán này nó bị giới hạn, nó đẩy ra, cho nên các anh chị thấy hình ảnh song song và cái khoảng gian bán cầu nó bị tách ra ha. Mình nhìn ở giữa này mình sẽ thấy cái hình ảnh khoảng gian bán cầu tách ra, đây là hình gì, não thất giãn, hình giọt nước, bất sản một vách trong suốt và khoảng gian bán cầu tách ra. Và các anh chị có một cái nữa là do cái loạn xạ cái vùng bất sản, cái vùng thể chai và cái những cái vùng cấu trúc xung quanh của nó cũng bị ảnh hưởng, và anh chị sẽ thấy cái rãnh, cái mặt trong của cái bắn cầu nó sẽ có rất là nhiều, giống như đa rãnh não vậy đó, nhưng mà thật sự không phải đa rãnh não mà do những cái loạn xạ nó dẫn đến cái hình ảnh như là phân bố hình đăng hoa trên cái mặt cắt ASEAN. À, và cơ chế hình thành cái nang đường giữa trong cái bất sản thể chai đó là cũng do cái loạn xạ cái vùng màng não, tại vì nó bất sản thể chai nó dẫn đến cái cấu trúc màng não ở cái vùng rãnh liên bán cầu nó bị loạn xạ và nó sẽ tạo thành những cái nang. Anh chị phổ Doppler màu lên thì các anh chị không thấy hình ảnh Doppler màu để mình loại trừ đây là một cái gì, phình tĩnh mạch Galen. Thì đây là một cái ca vừa có tăng rãnh não ở mặt trong liên bán cầu và một cái cấu trúc nang nhỏ nhỏ ở đường giữa ha. Thì những cái nghiên cứu về đánh giá những cái dấu hiệu gián tiếp trên mặt cắt ngang, tại vì đa số là mình khi mình siêu âm mình làm thường quy á, là các anh chị hay làm mặt cắt ngang, không phải ai cũng làm mặt cắt dọc. Thì đối với cái bất sản hoặc là toàn phần thể chai thì người ta ghi nhận rằng á, thì cái hình ảnh trên mặt cắt ngang nè, tức là những cái dấu hiệu gián tiếp dù não thất giãn hoặc là giọt giọt nước á, mà cái thời điểm trước 24 tuần á, thì các anh chị sẽ thấy nó chỉ khoảng 1 phần 4 đến gì, 1 phần 5, có nghĩa đến 70 đến 80% á, là nó không xuất hiện. Đó. Cho nên là các anh chị nếu chị chỉ xem mặt cắt ngang thôi á, hoặc là các anh chị không có làm sàng lọc thường quy cái mặt cắt dọc á, ở cái thời điểm quý 2 thì các anh chị chỉ dựa trên cái dấu hiệu gián tiếp thì các anh chị có thể bỏ sót. Mình sẽ qua cái phần thứ hai, đó là về cái bất sản một phần, thiểu sản thể chai và loạn sản thể chai. Thì đầu tiên trên mặt cắt dọc
thì các anh chị sẽ thấy cái gọi là cái dấu hiệu gián tiếp. Tại vì bất sản một phần được định nghĩa đó là cái phần phía sau, tức là cái phần lồi thể chai nó thường bất thường, nó biến mất. Các phần trước nó có thể bình thường hoặc là bất thường. Cho nên trên mặt cắt dọc thì các anh chị thấy cái thể chai nó phía sau này nó mất đi cái phần phía sau này. Và cái phần trước này có khi nó bình thường mà cũng có khi nó nhỏ hoặc là nó bị biến dạng ha. Thì đây là cái hình ảnh 2D. Thì anh chị nhìn thấy đây cái mặt cắt dọc giữa đây cái thể chai, và có vẻ đây nó cục phía sau này, cái phần lồi thể chai mình không thấy ha. Mình chỉ thấy cái hiện diện cái phần phía trước này là mỏ thể chai, gối thể chai ha, và một phần thân thể chai. Và mình phổ Doppler màu lên thì mình thấy cái động mạch thể chai nó đi cái hình ảnh bất thường, nó biến dạng, là do cái sự mất của cái phần sau này cho nên nó bị đi biến dạng, nó bị đi nó bị đi hướng lên trên cao của cái vòm sọ. Đó, chị thấy tới đây nó cắt cục và nó đi cái nhánh đi lên. Đây các anh chị cũng một cái ca bất sản một phần, thì các anh chị thấy có cái động mạch thể chai nhưng mà những cái đường đi nó rất là bất thường, nó bị ngắn, nó không có còn trải dài vọt theo thể chai nữa, mà nó cái phía sau này nó cái hình ảnh nó bị gom lại ha, do cái bất bất sản cái phần sau. Thì đối với cái bất sản một phần thể chai á, có nghĩa là cái phần trước nó đã được hình thành rồi mà cái phần sau nó mất, thì cái hộp vách trong suốt nó không phải luôn luôn bất thường, nó có thể bất sản, nó có thể bình thường mà nó có thể là biến dạng. Thì anh chị thấy đây là cái hình ảnh trên mặt cắt corona để mình đánh giá cái hộp vách trong suốt. Thì anh chị thấy là hai cái trụ hộp vách trong suốt mình không có. Hoặc mình thấy đây, mình thấy có cái thể chai mỏng mỏng không, có nghĩa là nó cũng có một cái thiểu sản hoặc cái phần sau nó bị mỏng, là thì chỉ thấy cái hình dạng nó bất thường. Hoặc là anh chị sẽ thấy đây là hộp vách trong suốt hoàn toàn bình thường, anh chị thấy cái thể chai đây nó bị mỏng đó. Thì cái hộp vách trong suốt nó có thể bình thường hoặc nó biến dạng. Thì theo nghiên cứu của tác giả Châu Y thì họ đánh giá có thể dựa trên cái hình dạng của cái hộp vách trong suốt để đánh giá phát hiện được đây là cái bất sản thể chai một phần. Tại vì như Nguyên nói các anh chị là cái bất sản thể chai một phần, các anh chị có thể dễ bị bỏ sót, nhất là ở thời điểm quý sớm, vì các anh chị vẫn thấy cái hộp vách trong suốt ở đây hiện diện đó. Cho nên là mình không có một cái mặt cơ, để não thất không có giãn hình giọt nước, cho nên mình không có cái mặt cơ để mình gợi ý mình làm cắt dọc, mình đi xác định thể chai. Thì anh chị thấy đây bình thường đó, là cái hộp vách trong suốt nó dài dài ha, cái hình chữ nhật. Còn ở đây cái hộp vách trong suốt nó rộng lên, nó xoay ngược lên, có nghĩa là cái chiều này là cái chiều rộng của nó sẽ lớn hơn cái chiều chiều dài. Thì bình thường á, lấy cái chiều dài, đây là cái chiều dài, mình chia cái chiều rộng á, thì nó trên 1,5. Đối với những cái bất sản thể chai một phần á, thì có thể thành thể chai ngắn hoặc là rộng, hoặc cả tỷ lệ này dưới 1/5 trong 95% trường hợp. Thì theo nghiên cứu của nhóm tác giả Sao Y thì đây là một cái mặt cơ tốt để cái hình dạng bất thường của hộp vách trong suốt để mình phát hiện ra những cái bất sản thể chai bán phần. Thì theo nghiên cứu của hai tác giả nhóm Balanini và Senô cũng vậy, thì cho thấy đối với cái dấu bất sản, đối trên cái dấu hiệu gián tiếp trên mặt các ASEAN, đối với cái nhóm mà bất sản thể chai bán phần á, cái tỷ lệ nó không có luôn luôn hiện diện. Ví dụ đến 63% nó sẽ có một phần một vách trong suốt thiểu sản hoặc là hình dạng bất thường ha, không có giãn não thất trong 1/3 trường hợp. Hoặc là nhiều khi nó chỉ là một cái dấu hiệu duy nhất của cái bất thường thể chai bán phần. Cho nên các anh chị lưu ý rằng đối với cái bất thường mà bất sản thể chai bán phần á, thì có thể không có các dấu hiệu gián tiếp trên ASEAN, và chúng ta cần phải thực hiện lại cái mặt cắt sagittal để phát hiện ra những cái thể bất sản một phần. Rồi cái thứ hai trong cái nhóm mà bất sản một phần thể chai, sau cái khi bất sản một phần thì có những cái thể chai nó mỏng ha. Thì anh chị nhìn đây là cái mặt cắt dọc, chị thấy cái thể chai đây không, nó rất là mỏng ha. Mình sẽ đo, mình nhìn là mình cũng thấy nó mỏng rồi. Có những cái siêu âm đây anh chị thấy cái động mạch vòng quanh thể chai nó vẫn hiện diện, nhưng mà anh chị thấy cái thể chai bên dưới nó rất là mỏng. Đó, đây là trên mặt cắt ASEAN, thì các anh chị cũng thấy nó có những cái dấu hiệu gì của giãn giọt nước hay là colpocephaly không? Các anh chị thấy không có rõ ha. Đây trên anh chị nhìn trên mặt cắt corona, các anh chị thấy giống như cái hộp vách trong suốt nó thiểu sản ha, và cái thể chai đây nó rất là mỏng. Đó, nhưng mà nó có kèm cái hình ảnh giãn não thất nhưng mà không có cái hình ảnh colpocephaly. Đó. Ngoài cái này, đây là một cái thể chai mà vừa mỏng vừa ngắn. Tức là mình đọc cái thiểu sản, mình định nghĩa cái thiểu sản thể chai là sao? Tất cả các phần của thể chai hiện diện nhưng mà có ít nhất một phần có cái chiều cao dưới bách phân vị thứ năm. Thì như vậy cái chiều dài của nó vừa dưới bách phân vị thứ năm mà đồng thời cái chiều cao ha, chiều cao của những cái phần gối, phần thân gì đấy nó cũng mỏng. Cho nên đây là một cái ca thiểu sản thể chai vừa ngắn vừa mỏng. Thì các anh chị nhìn đây là cái
mặt cắt cũng cái ca này đó, mà trên mặt cắt ASEAN chị thấy nó không có cái dấu hiệu gì, vẫn thấy là mình đây là cái hộp vách trong suốt hiện diện ha. À, rồi não thất bên không có rõ hình giọt nước gì hết, thông giãn gì hết. Trên mặt cắt corona thì chị thấy cái thể chai đây rất là mỏng, cắt ngang đây nè, đây là cái vùng thể chai, đây là cái hộp vách trong suốt. Và trên corona thì các anh chị thấy cái hình ảnh nó có vẻ hơi hộp vách trong suốt, nó hơi bất thường, nhưng mà trên cái hình ảnh của ASEAN lẫn corona thì các anh chị thấy rằng cái hộp vách trong suốt nó đều hiện diện hết. Thì anh chị thấy mình đo kích thước thì mình sẽ thấy cái gì, một cái thai mà gần 30 tuần mà các anh chị thấy cái chiều dài nó có 24 cm, và đây mình đo kích thước cái bề dày các anh chị thấy nó chỉ trên 1.2 đến 1.6 mm, nó bị thiểu sản ha. Rồi cái thứ ba đó là cái loạn sản thể chai. Cái loạn sản thể chai được định nghĩa nó là cái hình dạng của thể chai nó bất thường. Đó, thì các anh chị thấy nó bình thường nó hình C, hình chữ C đều nhau gần như từ trước ra sau. Bây giờ nó dày lên, nó ngắn lên ha, và nó cái những cái bờ của nó không có đều. Cái bờ ranh giới của nó anh chị nhìn trên ASEAN không có rõ. Anh chị vẫn thấy là không thấy hình colpocephaly, tức là cái não thất hình giọt nước ha. Rồi cái hộp vách trong suốt có vẻ như là có hiện diện ở đây. Tất nhiên các anh chị phải làm thêm mặt cắt corona. Thì trên corona các anh chị thấy cái thể chai ở đây nè. Đó. À, trên này thì mình thấy nó có vẻ hơi dày ha. Và đây là cái hộp vách trong suốt, giống như nó thiểu sản hai cái trụ vách trong suốt. Và các anh chị đây là một cái ca khác, các anh chị thấy nó cái bờ nó này nó biến dạng, chỗ này đây tự nhiên nó mỏng lại ha, nó vẫn có hiện diện nhưng mà cái bờ cái hình dạng của nó không có bình thường, nó biến dạng đi. Và cũng cái ca này mình làm trên mặt cắt ASEAN thì các anh chị sẽ thấy cái hình ảnh ASEAN và corona, thì các anh chị thấy cái hộp vách trong suốt nó cũng hiện diện ha, những cái dấu hiệu của colpocephaly không có rõ. Đây các anh chị thấy thể chai nó trên đây mặt cắt corona mình vẫn thấy cái dấu hiệu trực tiếp ha, nó có vẻ hơi mỏng, có những cái lúc mình đi trước ra sau mình thấy có cái vùng nó hơi mỏng, nhưng mình thấy cái trụ vách trong suốt ở đây nó vẫn hiện diện nhưng mà nó có vẻ hơi dày sáng. Thì như vậy khi nãy giờ mình nói cái vấn đề bất sản mình dễ chẩn đoán, bất sản hoàn toàn, bất sản một phần, tức là nguyên cái phần sau nó gần như không có. Nhưng bây giờ những cái thể chai dài, những cái thể thai mỏng thì mình dựa vô cái bảng biểu này để mình tra cứu, tại vì nó sẽ thay đổi theo tuổi thai mà. Thì các anh chị biết rằng là có rất nhiều nghiên cứu về kích thước thể chai, có nghiên cứu dựa trên 2D, có nghiên cứu dựa trên 3D, rồi có nghiên cứu nó dựa trên MRI. Đó, và có cái sự khác biệt rất nhiều giữa các nghiên cứu, có nghĩa là cái nghiên cứu này á là có cái kích thước này là bắt phân vị thứ năm, tức là cái giới hạn dưới của bình thường, nhưng mà đi tra với cái nghiên cứu khác á, thì nó là bắt phân vị thứ 50. Như vậy các anh chị sẽ thấy rằng nó có gọi là nó không đồng nhất. À, nó không đồng nhất giữa các nghiên cứu, và đa số những cái nghiên cứu này là hồi cứu với cái mẫu dân số khác nhau. Thì bây giờ ví dụ các anh chị dùng một cái bảng biểu của cái siêu âm 3D mà anh chị làm chỉ là gì? Siêu âm 2D rồi các anh chị đi tra với một cái bảng chuẩn của 3D thì các anh chị sẽ thấy mình sẽ dẫn đến chẩn đoán không chính xác. Cho nên trong cái bài guideline về siêu âm hệ thần kinh trung ương nâng cao năm 2021, tức là cái phần cho một cái siêu âm tạc kết của hệ thần kinh trung ương trung cao, thì ghi rất rõ cần chúng ta cần phải thận trọng khi dùng những cái bảng biểu để chẩn đoán những cái thiểu sản thể chai. À, vì những cái thể chai hơi ngắn, những cái thể chai hơi mỏng, những cái thể chai nó dày thì nó không có đồng nghĩa với đây là hình ảnh bất thường, nó không có hàm ý như vậy, không phải là cứ thấy đó thì nó dẫn đến, vì vì nó có những cái gọi là biến thể của bình thường ha, cho nên nó không phải là luôn luôn đồng nghĩa. Tất nhiên cũng có những khi nó sẽ đi kèm những cái bất thường khác, nhưng mà nó không phải là đồng nghĩa, có nghĩa cái này ngắn, cái này dày, cái này mỏng thì chắc chắn nó bất thường. Thì cái điều quan trọng là các anh chị phải đánh giá nó những cái thành phần, bốn cái thành phần ở đây nó không nói phần eo, nó chỉ nói mỏ, gối, thân và lồi thôi. Thì tất cả những cái hình ảnh này nó đều hiện diện hết, tức là nó hơi mỏng chút xíu nhưng mà nó hiện diện, nó hơi dài chút xíu nhưng mà nó hiện diện đủ, và quan trọng là một cái siêu âm hệ thần kinh trung ương nâng cao mình coi kỹ hết, mình không thấy cái gì bất thường kèm theo ở. Cho nên các anh chị phải làm kỹ khi mình thấy có một cái nghi ngờ những cái bất thường về thiểu sản thể chai. Thì đây là cái nghiên cứu mà khoảng 2019, tức là các anh chị thấy cái bảng biểu mình tra mệt quá, cái tuổi thai này thì nhiều, cái tuổi thai kia thì nhiều, thì cái nhóm tác giả này họ đưa ra một cái nghiên cứu dựa trên là một cái tỷ lệ. Thì các anh chị người ta sẽ đo cái đường kính chẩm kênh, đây là các anh chị thấy cái thể chai ha, mình kẻ một cái đường ngang từ trước ra sau đi qua, cái đây là cái phần gối thể chai, lồi thể chai ha, mình đi ra như vậy. Thì người ta nói cái tỷ lệ của cái đường này nè, tức là từ chẩm đến trán chia cho cái chiều dài thể chai, gần như nó hằng định theo tuổi thai.
là bình thường trong khoảng 2,3. Thì bây giờ nếu mà cái tỷ lệ này nó tăng thành 3,2, ngược lại 2,3, 3,2 thì như vậy cái thể trai này nó gọi là ngắn. Thì đây là một cái nghiên cứu mà không có lệ thuộc vào tuổi thai và nó dùng trên 2D, thì nghĩ đây là một cái cũng có thể các anh chị tham khảo nếu muốn biết đây là cái kích thước bị ngắn hay không. Như vậy thì bây giờ bất thường thể trai nó có thể mình thấy cái hướng tiếp cận như thế nào, về cái mặt tiên lượng như thế nào ha. Thì người ta nói bất thường thể trai nó liên quan đến hơn 200 hội chứng di truyền, mình cái bất thường về nhiễm sắc thể, nó có kèm những cái bất thường khác của não đó. Cho nên khi thấy bất thường thể trai thì các anh chị phải siêu âm hệ thần kinh trung ương nâng cao. Và các anh chị biết siêu âm hệ thần kinh trung ương nâng cao là phải cái người chuyên sâu, phải được huấn luyện, và các anh chị phải hướng tiếp cận bằng ngã âm đạo với những cái máy tốt thì các anh chị mới nhìn được những cái cấu trúc bất thường gọi là trên thể cao. Thì những cái bất thường khác tại não có thể ví dụ như Dandy Walker, hoặc là những cái thiểu sản thùy nhộng, hoặc những cái bất thường vỏ não ha, hoặc nó đi kèm những cái bất thường ngoài não, có nghĩa là trên dưới 50% những cái bất thường thể trai nó sẽ đi kèm hoặc là bất thường tại não hoặc là bất thường ngoài não, mà hay gặp nhất là những cái bất thường về tim và niệu dục. Thì cái vấn đề tiên lượng đối với cái bất thường thể trai nó rất là thay đổi, nó có thể ngay cả bất sản hoàn toàn đi nữa, nó cũng có thể là biến thể bình thường, hoặc là nó sẽ dẫn đến thiểu năng trí tuệ, và nó còn tùy thuộc theo những cái bất thường khác kèm theo hay không. Chắc chắn khi có bất thường khác kèm theo thì nó là tiên lượng nặng, và rất khó tiên đoán kết cục ngay cả khi bất thường đơn độc. Cho nên cái sự xử trí của cái bất thường thể trai nó cũng khác nhau ở tùy quốc gia. Ví dụ ở Pháp thì thai phụ có thể ngừng thai ở bất kỳ tuổi thai nào, 30 tuần, 32 tuần hay là 20 tuần, nếu được chẩn đoán là bất thường thể trai dù là đơn độc. Thì về nghiên cứu các anh chị thấy cái bất thường thể trai nó không phải dễ, vì các anh chị thấy muốn theo dõi một cái bất thường thể trai và mình nói nó như thế nào, các anh chị phải theo dõi cái kết cục outcome nó lớn. Nó lớn có nghĩa là nó lớn, nó gần như là chứ không thể 1-2 năm đầu, mà nó phải theo dõi cái sự nhận thức, những cái phối hợp vận động, những cái bất thường về cảm xúc vân vân, có nghĩa là các anh chị một cái long outcome. Cho nên là tại sao mà những cái nghiên cứu về thể trai nó rất là khó là như vậy, vì các anh chị phải theo dõi một cái thời gian sau. Thì đối với cái nghiên cứu sau sinh á, tức là ở cái người lớn nè mà có cái thiểu năng trí tuệ và bất thường thể trai, thì người ta đi nghiên cứu ngược trở lại á, tức là những cái người sau sanh ra đời, thì thấy những cái người này có khoảng 10 đến 15 bất thường nhiễm sắc thể, và đến 40% nó có bất thường đơn gen, và đa số là nó có đi kèm cái bất sản thể trai. Có nghĩa là ở cái nhóm bệnh lý, ở một cái người sau sẽ người trưởng thành mà có cái bất thường về thiểu năng trí tuệ thì đến gần có thể đến 40% nó có cái bất sản thể trai hoàn toàn mà đi kèm với một cái bất thường đơn gen. Và đối với cái nghiên cứu trước sinh thì nó rất là thay đổi các anh chị. Tức là trong cái giai đoạn bào thai người ta làm nghiên cứu, người ta thấy có những cái bất thường thể trai và người ta theo dõi cái outcome về sau đó như thế nào. Thì có thể có khoảng 10 đến 20% nó sẽ kèm những cái bất thường nhiễm sắc thể mà hay gặp là như là trisomy 18, trisomy 21 hoặc là T số 8 thể khảm ha. Hoặc các anh chị sẽ làm CNV microarray thì nó có 5% nó sẽ đi kèm bất thường trên CNV kèm theo, dù các anh chị chọc ối kết quả karyotype bình thường ha. Và người ta nói theo những cái nghiên cứu của những cái đóng giả về theo dõi từ trước sanh đi ra sau thì có thể đến 50, 70, 80% nó sẽ phát triển bình thường. Thì cái việc mà làm sâu hơn có nghĩa là giải trình tự gen, tức là làm exome sequence á, thì các anh chị sẽ thấy rằng có lên khoảng là 23% nó sẽ có những cái bất thường đơn gen ở cái bất thường thể trai, bao gồm cái nhóm đơn độc hoặc không đơn độc. Và ở cái nhóm mà đơn độc á, tại vì không có cái gì bất thường khác trên số âm thì người ta làm giải trình tự gen karyotype bình thường hết, người làm giải trình tự gen thì người ta thấy có thêm 6 trên 7, tức là gần 85% nó sẽ có những cái bất thường đơn gen. Tại vì những cái bất thường mà không đơn độc á, thì thường các anh chị thấy là microarray hay CNV hay là karyotype anh chị đã thấy bất thường rồi, nhưng mà đặc biệt là đối với cái nhóm mà AC bất sản thể trai, bất thường thể trai mà đơn độc á, có nghĩa là mình làm karyotype bình thường, CNV bình thường rồi, nhưng mà khi đó mình làm nó không có cái bất thường gì kèm đi theo, thì khi đó anh chị làm giải cái tình trạng exome sequence thì nó phát hiện thêm rất là nhiều. Cho nên đây là một cái nghiên cứu năm 2020 cũng khá là mới, cho nên chúng ta phải cho thấy rằng cái việc mà nhìn lại cái tiên lượng thể trai khi mà mình nói là đơn thuần ha, không có bất thường trên MRI, không có bất thường trên microarray chọc ối vân vân, thì chúng ta phải làm tiếp cái exome sequence.
Thì về những đây là một số nghiên cứu mà Nguyên đơn đơn cử với các anh chị, ví dụ có cái nghiên cứu mới nhất là 2019 về những cái gọi là cái biến thể của thể chai á, nó hơi dày, nó hơi mỏng vân vân, thì cái việc mà cái thể chai dày á thì nó có phải là một cái dấu hiệu bệnh lý hay không? Thì đây là những cái nghiên cứu mà từ 2009 cho đến gần đây là 2019 thì cho thấy rằng cái sự phát triển về thần kinh trung ương của những cái đứa trẻ mà có cái chẩn đoán là ngắn thể chai thì nó không có khác biệt so với những cái đứa trẻ bình thường. Cho nên Nguyên biết bây giờ cũng nhiều nơi các anh chị đã bắt đầu làm đo đạc thể chai rất là thường quy. Thật sự những cái siêu âm hình thái học như anh chị thấy là guideline, những cái siêu âm quý 2 mà routine á, người ta không có khuyến cáo đo thể chai của ai xù. À, và chỉ làm khi nào nó có nghi ngờ bất thường gì đó người ta mới đi routine, người ta làm cái thể chai. Thì nhiều khi mình làm một cách routine quá ha, rồi mình đo đạc có thể cái mặt cắt chìa chuẩn, và ngay khi mình đo đạc chuẩn đi nữa ha, những cái thể chai nó hơi dày hay là những cái thể chai nó hơi 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 ngắn một chút xíu ha, thì mình cũng sẽ thấy rằng rất khó khi mình tiên đoán, mình gọi là mình tư vấn cho thai phụ. Cho nên các anh chị cần hết sức thận trọng khi các anh chị tư vấn những cái bất thường thể chai mà nó trong cái kiểu mà nó hơi dài, hơi mỏng, hơi dài vân vân. Thì người ta đây là một cái nghiên cứu 2017 ở sau sanh đó, tức là người những cái đứa trẻ mà sinh ra mà có trước sanh đã chẩn đoán là cái thể chai nó hơi bị dài, thì cái nghiên cứu này cũng cho thấy rằng nó không có cái sự kết hợp, nó kết luận là không cần thiết, không có phải là nó là cái tình trạng bệnh lý. Như vậy các anh chị sẽ thấy rằng là những cái thể chai mà nó mỏng, những cái thể chai dày ha, đặc biệt là những cái thể chai nó hơi dày, các anh chị hết sức thận trọng khi kết luận là nó là bất thường. Thì các anh chị có thể nghĩ rằng cái bất sản thể chai hoàn toàn hay là bất sản thể chai một phần thì cái tiên lượng nó như thế nào? Nhiều khi mình nghĩ cái bất sản thể chai bán phần về cái kết về cái trí não phát triển bình thường, đây là đánh giá về cái sự phát triển của thần kinh trung ương sau khi chẩn đoán tiền sản, bình thường gần như tương đương, cái thiểu năng trí tuệ trung bình cũng gần như tương đương. Nhưng đối với cái thiểu năng trí tuệ nặng thì các anh chị thấy gì, cái bất sản mà bán phần đó, nó cao hơn, nó gần gấp 2, gấp 3 so với cái bất sản toàn phần. Cho nên mình hết sức thận trọng khi những cái bất sản bán phần. Như vậy tóm lại đối với cái tiếp cận di truyền thì khi các anh chị có những cái bất thường thể chai, các anh chị phải làm theo từng bước ha. Đầu tiên mình sẽ làm karyotip để có bất thường nhiễm sắc thể hay không. Rồi mình có thể mình sẽ làm song song các anh chị, vừa microarray và vừa exome sequence. Mình sẽ phải làm song song. Là vì như những cái nghiên cứu đưa ra cho thấy microarray bình thường đi nữa thì exome sequence nó bất thường, và đặc biệt ở những cái nhóm bất thường thể chai đơn thuần. Và nếu mà dựa trên những cái kết quả chọc ối này á, mà nó có bất thường trong đơn trong nhiễm sắc thể trong gen á, thì các anh chị sẽ xử trí tùy theo nguyên nhân. Tuy nhiên nếu mà những cái này nó bình thường hết thì các anh chị thấy rằng cái việc tư vấn cũng rất là khó khăn, vì cái nguy cơ thiểu năng trí tuệ hay là phát triển bình thường, những cái này bình thường rất khó tiên đoán. Cho nên như mình nói với anh chị, đây là một cái bất thường mà thật sự rất là khó tiên đoán về cái kết cục outcome. Thì để kết luận cái bài bất thường thể chai thì các anh chị nhớ cái bất thường thể chai hiện nay trước sanh thì có thể là bất sản hoàn toàn, bất sản một phần thường là phần sau ha, cái lỗi thể chai nó biến mất. Thiểu sản có nghĩa là một nó hiện diện nhưng mà một trong những kích thước nó bị ngắn lại đó, và loạn sản tức là cái hình ảnh thể chai nó bất thường về hình dạng. Các anh chị khởi đầu luôn trên trơm hệ thần kinh trung ương, các anh chị thực hiện mặt cắt ngang đầu thì nó sẽ có những cái dấu hiệu gợi ý để thực hiện hệ thần kinh chuyên sâu. Nhưng các anh chị nhớ đối với cái thể bất sản bán phần thì những cái dấu hiệu trên mặt cắt ngang hoặc đặc biệt những cái thời điểm sớm trước 24 tuần nó có thể rất là tế nhị và các anh chị bị bỏ sót. Cho nên các anh chị phải thật kỹ trên cái mặt cắt ngang, và khi có nghi ngờ những cái bất thường ở phức hợp trước trên mặt cắt ngang, các anh chị phải xoay đầu dò lại ha. Anh chị thực hiện mặt cắt dọc phối hợp với gì? Đốt lơ màu để mình quan sát cái động mạch vòng quanh thể chai. Và khi có bất thường thể chai thì khuyến cáo cần phải làm MRI chọc ối đầy đủ chuyên sâu. Và nhớ dùng nguyên một cái cuối cùng, đó là rất khó tiên đoán vì có sự đồng không đồng nhất về cái kết cục của những cái ca bất thường thể bất sản một phần hoặc là những cái ca mỏng, những cái thể chai mỏng, những cái thể chai ngắn, thể chai dài, rất khó tiên đoán kết cục. Cho nên mình hết sức là thận trọng khi mình có một cái bất thường, mình đo một cái thể chai thường quy và nó có những cái bất thường.
Thì cái bài trình bày của Nguyên đến đây là hết ha. Thì cái này là cái logo về cái những cái rối loạn thể chai, nó là vào ngày 2 tháng 7 hàng năm, là cái ngày nhận thức về cái bất thường của thể chai. Thì nói nhanh với các anh chị một số cái ca lâm sàng ha, trong khi mình chuẩn bị cái phần thảo luận. Thì ví dụ đây là mình nhắc lại một cái tổng thể nè, tại nãy giờ cái bài của mình thì mình chỉ nói từng phần thôi, mà cắt dọc mà cắt ngang toàn phần bán phần vân vân. Thì bây giờ mình sẽ đi một vài ca lâm sàng cũng nhanh thôi ha. Thì các anh chị thấy đây là mặt các ASEAN, thì trên này các anh chị nhìn thấy cái gì đầu tiên mình phải để ý coi, hồ phách trong suốt có không, hồ phách trong suốt nhìn ở đây không rõ ha, và cái não thất bên này không có giãn nhưng mà nó có vẻ không rõ lắm cái đường colpocephaly. À, và anh chị thấy trên đây là cái sừng trán trên mặt cắt này, các anh chị cũng không thấy rõ lắm, mặc dù nhìn có vẻ hơi bình thường ha, nhưng mà anh chị nhìn đây anh chị thấy cái hộp vách trong suốt ở đây á. À, xin lỗi, cái rãnh synovial ở đây á, nó có vẻ không phù hợp với cái tuổi thai em 2 tuần. Và các anh chị phải thực hiện là mặt cắt coronal, thì các anh chị thấy đây là cái vùng phức hợp trước này, mình nhìn coi mình thấy cái thể chai hay không, nó không có vẻ biến mất hộp vách trong suốt, biến mất thể chai ha. Rồi mình làm mặt cắt sagittal thì các anh chị sẽ thấy đây là cái vùng mình nhìn coi cái dấu trực tiếp có bất sản thể chai hay không. À, mình thấy có vẻ đây là có vẻ cái thể chai nó thiểu sản mà nó gì có cái cấu trúc kém kém ở đây ha, và mình làm trên Doppler màu. Anh chị so sánh hai hình thì anh chị sẽ thấy cái động mạch thể chai nó đi đến đây một phần ha. Đó. Ở thể chai này nó giống như nó loạn sản vậy đó, nó bị dày, nó bị ngắn và những cái bờ của nó không có đều, tại vì cái ca này nó có đa dị tật, nó có sứt môi trẻ vòm, anh chị thấy nó có da gáy dày đó, cho nên đây rồi có bất thường cột sống nữa đó. Những cái thân sống hình cánh bướm nó bị vẹt và nó bị vẹo nữa, cho nên cái ca này nó đa dị tật và nó không phải ngừng thai, cho nên mình không có cái kết cục outcome. Nhưng mà qua đó đây các anh chị thấy là cái bất thường thể chai nó đi kèm, nó có thể đi kèm với đa dị tật. Thì đây là một cái ca thai 32 tuần, thì các anh chị nhìn ở trên mặt các ASEAN, các anh chị thấy cái não thất đập đầu tiên là có vẻ giãn đúng không, nhưng mình không thấy cái dạng colpocephaly, cái sừng trán này mình thấy hồ phách trong suốt có vẻ bình thường đó. Rồi mình thử qua cái mặt cắt coronal, nhưng mà các anh chị sẽ thấy ở đây cái hình dạng của cái hộp vách của cái thung lũng Singer nó không phù hợp với thai 32 tuần. Tại 32 tuần mình sẽ có cái bài giảng não thất và những cái bất thường phát triển vỏ não, bác sĩ Hùng dạy, thì các anh chị sẽ thấy mình luôn luôn phải để ý cái hộp vách trong suốt ha. Ngoài ra mình nhìn cái sừng trán của nó có vẻ hình dạng bất thường, thì rõ ràng trên cái mặt cắt corona này mình coi lại á. Mình coi lại cái mặt cắt corona này á, thì mình sẽ thấy sắp cái clip này nó không chạy. Thì các anh chị cũng thấy cái hộp trán nó rất là vẻ rất bất thường, và mình sẽ cảm giác nó có đây một cái bất thường về đa rãnh não nữa, và cái hộp trán nó bất thường, nhưng mà mình thấy cái trụ vách trong suốt rất là rõ ha. Cái ca này mình trên đây mình sẽ thấy cái thiểu sản thể chai, nhưng không hiểu sao clip nó không chạy. Thì trên ASEAN nè, đây là cái siêu âm ngã âm đạo, cho nên các anh chị thấy cái hình ảnh nó hơi khác chút xíu. Thì anh chị thấy cái động mạch vòng quanh thể chai và cái thể chai nên nó thiểu sản là gì, nó ngắn đó. Nó có hiện diện mà anh chị đo, anh chị thấy là 32 tuần mà cái thể chai gì nó có 2 cm và nó chỉ có 1 mm thôi. Thì ca này được làm MRI và khẳng định lại nó có thiểu sản thể chai trên mặt cắt sagittal, và ngoài ra thì các anh chị thấy nó bị cái cầu não nhỏ, những cái thiểu sản sừng trán và đa rãnh não, đặc biệt là bất thường cái rãnh sinovial như mình thấy nè, 32 tuần mà cái rãnh nó hoàn toàn cái rãnh sinovial nó không phù hợp, và nó có những cái đóng vôi ở dọc thành não thất bên và nó có cái bất thường hoại mã. Thì các anh chị thấy MRI nó sẽ cung cấp thêm thông tin và nó sẽ giúp khẳng định chẩn đoán, thì anh chị thấy nó rất là nhiều thứ trong đây. So với trên siêu âm thì mình thấy nếu mình không chuyên khoa thì mình nhìn lại mình chỉ thấy có cái dạng thiểu sản thể chai, não thất giãn vân vân ha. Đó. Những cái đa rãnh não quanh vùng synovial là những cái loạn sản cái vùng sừng trán này mình nhìn không có rõ, nhưng mà khi mình thấy như vậy thì mình phải làm sâu và mình phải làm MRI và cái tiên lượng nó khác để mình chấm dứt thai kỳ ha. Cái ca này nhìn rất đơn giản, cái nhìn vô các anh chị thấy ngay là cái vùng thể hộp vách trong suốt không thấy đúng không? Đây là não thất bên giãn hình giọt nước rõ ha, mặc dù nó không giãn nhiều nhưng mình vẫn thấy rõ, giãn rõ, và mình cắt corona mình cũng thấy ha, hai cái sừng trán nó tách ra và cái vùng thiểu sản hộp vách trong suốt nó bất thường. Nhưng mà cái ca này các chị nhìn kỹ các anh chị sẽ thấy cái gì sáng sáng ở đây, nó có một cái gì sáng sáng ở đây, thì mình làm mà cắt dọc mình thấy có cái động mạch thể chai, cái thiểu sai này nó gì, nó ngắn
nó ngắn ha, và anh chị thấy trên đây là có một cái khối dày sáng nó nằm ở trên đây. Thì cái ca này ấy, mình làm MRI á thì nó khẳng định đây là một cái gì, cái bú mở quanh thể chai. Cho nên các anh chị thấy rằng đối với cái bất sản bất thường thể chai đó, thường nó có kèm một cái loạn sản ngay cái vùng giữa của cái vùng đường giữa, và nó dẫn đến hình thành những cái nang bất thường hoặc những cái gọi là những cái bú mở hoặc là những cái nang. Cho nên trong cái bất sản thể chai mình hay thấy có cái nang đường giữa đó là do loạn sản cái vùng màng não dẫn liên bán cầu thôi. Thì đây là một cái ca thiểu sản thể chai mà đi kèm với một cái bú mở quanh thể chai ha. À, đây một cái ca khác thì anh chị nhìn lên các anh chị cũng thấy cái vách trong suốt không có rõ đúng không ạ? À? Mà nó có một cái cấu trúc nang ở đường giữa mà phổ Doppler màu lên thì mình không thấy là có Doppler màu, thì đây không phải là phình tĩnh mạch Galen. Cái não thất bên nó không có giãn lắm, cái rãnh sinus thì có vẻ bình thường nhưng cái vùng phức hợp trước này nó có vẻ bất thường ha. Mình làm corona đây mình cũng thấy cái hình ảnh gì bất thường. Đó, các anh chị thấy cái thể chai bây giờ mình trên mặt cắt dọc mình thấy cái thể chai, đây là một cái dạng thể chai bất thường, nó có cái hình đây các anh chị thấy. Thì khi đó mình nhìn lại thì mình sẽ nghi ngờ, tại cái ca này thật sự hồi đầu nhìn cũng không ra, nhưng mà sau đó thì thấy có cái động mạch thể chai nó đi vòng lên bất thường và cái thể chai nó có cái hình ảnh thâm đó. Thì trên mặt cắt coronal thì thấy cái nang cấu trúc đường giữa và cái vùng phức hợp trước này các anh chị rất khó đánh giá vì nó bị cái nang này rồi. Thể chai ở đâu, hậu phách trong suốt ở đâu, sừng trán ở đâu, thật sự nó rất là khó đánh giá, và cái vùng rãnh liên bán cầu này rất khó đánh giá ha. Thì cái ca này làm MRI nó có một cái rất là hiếm, đó là cái bất thường thể chai mà dạng như người ta nói là giờ nó bị lồi lên lên như vậy ha, nó kèm theo cái nang đường giữa và đây cái hình MRI. Thì đây một cái ca khác cũng rất là hay à. À, tức là cái ca này phải nguyên chiếu lại cái hình MRI thôi, thì các anh chị sẽ thấy nó vẫn dính. Cái lúc đầu mình siêu âm mình không để ý, nhưng mà Nguyên nghĩ sau cái bài này thì các anh chị sẽ nhìn cái vùng phức hợp xước kỹ hơn thì nó bị dính ở đây ha. Thì trong cái bài của bác sĩ Loan đã nhắc nhiều về cái vấn đề thể trung gian của hồ lô này rồi. Thì khi anh chị thấy cái nghi ngờ cái vùng này thì các anh chị phải nghi nó là cái thể có thể là hồ lô thể thể trung gian. Cái ca thứ năm thì các anh chị thấy cái hình ảnh não đầu tiên đập vô đầu anh chị là cái não này, cái đầu này hình trigoncephaly, tức là nó trong những cái bệnh lý thoát đóng sớm. Và mình biết khi nó có cái hình ảnh này thì nó hay đi kèm với những cái bất thường phát triển vỏ não mà nhiều khi siêu âm mình không có phát hiện được. Nhưng mà trên đây thì các anh chị cũng nghi ngờ một cái gì đó hộp phách trong suốt, cái thể thiểu sản thể chai, thiểu sản sừng trán thì nó nhìn không được rõ ha. Thì các anh chị thực hiện mà cắt dọc thì các anh chị cũng thấy cái thể chai nó thiểu sản, nó mỏng, nó ngắn ha. Và mình làm MRI thì mình chẩn đoán tốt hơn, tức là mình cũng thấy cái hình ảnh của đầu trigoncephaly, rồi mình thấy thêm những cái thiểu sản của thùy trán ha, và những cái bất thường hình rãnh sinus nó rất là bất thường đó, nó có cái bất thường trong cái sự phát triển của vỏ não. Thì đây các anh chị thấy này, cái rãnh hộp đầu đập vô mắt mình cũng là bất sản hộp phách trong suốt, cái não thất bên hình colsocephaly và nó có cái nang ở cái rãnh liên bán cầu ha. Thì mình làm cắt dọc lại thì mình cũng thấy hình ảnh thiểu sản thể chai. Các anh chị thấy thể chai nó nhỏ ha và nó ngắn, mất phần sau, bất sản một phần ở động mạch thể chai phía sau này nó cũng không rõ, và những cái rãnh liên bên cái nang cái vùng đường giữa. Thì mình làm MRI thì mình sẽ có cái xác định chẩn đoán ha, một cái thiểu sản thể chai kèm với cái rãnh nang dưới cầu và những cái bất thường trong sự phát triển của vỏ não. Thì cuối cùng là một cái ca mà như Nguyên nói các anh chị là bất sản thể chai thiểu sản, có thể là thứ phát, có nghĩa là sau một cái tổn thương thiếu máu nhiễm trùng. Thì đây là một cái ca gọi là a cạc đắc triplet chứ không phải là twin mà a cạc đắc triplet. Thì các anh chị sẽ thấy cái hình đầu tiên á là đây là cái này là cái đây cái này là a cạc đắc này, cái đứa này là không đầu không tim đó. Thì không đầu không tim nó lưu. Ở đây là cái đứa thứ hai sống này có tim nè, còn đây là cái đứa thứ ba mà nó mất tim, có nghĩa là nó theo trình tự ha. Thì cái đứa triplet, cái đứa a cạc đắc nó không đầu không tim là tiếp đến một đứa nó bị mất, và cái đứa còn lại nó hình ảnh nó thay đổi này, các anh chị nhìn vô anh chị thấy bắt đầu xuất hiện dạng não thất ha. À, cái thể chai lâu thời điểm này các anh chị vẫn thấy nó có nè, nhưng mà xuất hiện đây dạng não thất rồi, và cái vỏ não nó phát triển nó cũng có vẻ bất thường, nó đi mỏng lại. Và sau đó các anh chị coi 2 tuần sau thì thấy mức độ giãn nhiều hơn, cái vỏ não nó bị phá hủy, và anh chị thấy đây mình không còn thấy cái thể chai nữa. Như vậy thể chai nó có thể là bị bất sản do những cái tổn thương thứ phát ha. Thì hình ảnh MRI nó khẳng định cái chẩn đoán của mình.
Rồi thì như vậy là cái bài của Nguyên đã xong.